海に落ちる法の支配とは具体的には何を意味するのか。Khi chúng ta nói về luật lệ trên biển thì điều đó có nghĩa gì? Nếu chúng ta lấy tinh thần cơ bản mà chúng ta đã đưa vào luật quốc tế qua năm tháng thì có thể thấy có 3 nguyên tắc và luật lệ trên biển là điều đơn giản và dễ hiểu. Nguyên tắc thứ nhất, các nước tuyên bố và làm rõ chủ quyền dựa vào luật lệ quốc tế. Nguyên tắc thứ hai là các nước không dùng vũ lực hay hăm dọa nhằm để khẳng định chủ quyền. Nguyên tắc thứ ba là các nước sẽ tìm cách giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Tôi thúc giục tất cả các nước chúng ta tại châu Á và Thái Bình Dương, mỗi nước hãy tuân thủ triệt để 3 nguyên tắc này. Chẳng hạn như Indonesia và Philippines, họ đã ký hiệp định về phân định ranh giới và vùng đặc quyền kinh tế. Và tôi hoan nghênh bước đi này. Đây là một ví dụ tuyệt vời về việc tôn trọng luật lệ trên biển. Chính phủ Nhật ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của Philippines, kêu gọi cho một nghị quyết đối với tranh chấp tại Biển Đông, sao cho tuân thủ 3 nguyên tắc này. Chúng tôi cũng ủng hộ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại. Các động thái nhằm củng cố việc thay đổi hiện trạng bằng cách tạo ra sự việc đã rồi cần bị lên án mạnh mẽ, vì đó là điều đi ngược lại với tinh thần của các nguyên tắc trên. Liệu quý vị có đồng ý rằng giờ là lúc phải cam kết chắc chắn với tinh thần và các điều khoản của tuyên bố quy tắc ứng xử các bên trên Biển Đông năm 2002 mà toàn bộ các quốc gia có liên quan trên biển cùng đồng thuận tuân theo và không thực hiện các hành động đơn phương làm thay đổi thực trạng một cách lâu dài? Thời điểm để cống hiến trí tuệ của chúng ta nhằm khôi phục hòa bình trên biển là lúc này. Điều mà cả thế giới đang nóng lòng chờ đợi là biển và bầu trời của chúng ta được quán xuyến bằng luật, luật lệ và quy trình giải quyết tranh chấp sẵn có. Điều chúng ta ít mong đợi nhất là sợ rằng luật pháp bị thay thế bằng các mối đe dọa, sự hăm dọa chen chân vào luật lệ và rằng các tình huống bất ngờ sẽ xảy ra vào thời điểm và địa điểm bất định. Tôi hy vọng mạnh mẽ rằng một bộ quy tắc ứng xử thật sự có hiệu quả có thể được thiết lập trên Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc, và điều này có thể nhanh chóng đạt được. それも速やかにできるよう期待してやみません。